Và chính vì thế mà chúng ta được mời gọi đặt tương lai của mình trong cuộc sống hiện tại, là khi chúng ta cũng biết sống yêu thương, sống theo lòng thương xót của Chúa. Và đúng thực là như thế. Để sở hữu nước trời thì chúng ta cần đi vào con đường Chúa đã dạy. Con đường đó đã được Thánh Vịnh 37 nói rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta đi vào con đường nào thì sẽ đến được cái đích của con đường đó. Con đường của sở hữu nước trời phải là con đường của tình yêu, của tin tưởng trông cậy. Sách Thánh Vịnh đoạn 37 từ câu 1 đến 7 nói với chúng ta những lời thật đáng quý, đáng trọng. Và qua đó chúng ta, mỗi người đều có thể nói được: tôi nắm được tương lai của tôi trong tay của tôi, dựa vào con đường tôi đã đi. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa của bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ từ bình minh. Công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng tin trước mặt Chúa và đời trong người. Chúng ta dâng lễ đây cùng với ông Giuse Nguyễn Trọng Sáng, tạ ơn Chúa vì tình thương Chúa đã đồng hành với ông trong suốt cả cuộc đời. Mặc dù là cái chết gọi là đột ngột, nhưng ông đã được Chúa cho chuẩn bị trước qua những đau bệnh lâu ngày. Trong bao nhiêu những ngày vừa qua, ông đã vác thập giá cùng với Chúa Kitô. Và chúng ta cũng biết con đường đi đến hạnh phúc đời đời là con đường đòi buộc chúng ta phải vác thập giá. Ông đã vác, và bây giờ ông có thể nói được là yên tâm trong đời lòng Chúa thương xót. Chúa đã nói: ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con đây cùng với ông Giuse Nguyễn Trọng Sáng, ông đã vác và chúng con đang vác thập giá của Chúa, có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, cậy dựa vào lòng Chúa thương xót. Amen.